Bạn đã từng nhìn thấy một cây cầu bị gãy làm hai chưa? Trong clip trước của mình về quê ăn Tết ở Bình Phước thì có rất nhiều bạn nhận ra cây cầu này. Và dĩ nhiên với ai ở Bình Dương, Bình Phước hay là các bạn ở Tây Nguyên thì mỗi lần đi lên Sài Gòn đều sẽ đi ngang qua đây. Và cũng như bao nhiêu người khác, hồi nhỏ thì mình rất tò mò và ngạc nhiên về cây cầu đó. Vậy mà chỉ đi ngang thôi, ngó mãi đến bây giờ mình mới kiếm đường chạy vô để xem rõ hơn về nó. Cây cầu này cũng từng xuất hiện trong phim Tụi Em Bom Tấn một thời. Về lịch sử thực tế thì đây là cây cầu Sông Bé được xây dựng khoảng năm 1925 năm 1926. Sông Bé cũng là tên tỉnh lỵ hồi xưa của Bình Dương và Bình Phước mình. Nhìn thấy cây cầu thì người ta có thể nghĩ tới việc nó đang được thi công dang dở rồi sao lại bị để không. Nhưng mà trên thực tế là vào ngày 29 tháng 4 năm 1975, để chạy trốn sự truy đuổi của quân ta thì địch đã đặt mình phá hủy cầu. Hiện nay thì cầu cũng đã được tu sửa lại và một phần được rào chắn ở cái mép cầu để an toàn hơn. Nhưng mà nếu bạn có đến đây để check in hay chụp ảnh thì cũng nên cẩn thận nhé. Ở hai phía của cầu mới trên đường DT741, bạn có chạy chậm để ý có một con hẻm nhỏ thì cứ rẽ vào thì sẽ thấy được cầu nhé. Và đây cũng là di tích cấp tỉnh giữa hai xã Phước Hòa và Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Cảm ơn các bạn đã xem. Mình là Những Thích Đi, người kể chia sẻ về những chuyến đi và trải nghiệm.